hoa, mình chỉ cần lấy cái bông tẩy trang ấn nhẹ phát nó đã phọt ra ngoài rồi. Thì cái này nhá, cực kỳ hiệu quả đối với những bạn nào mà nổi những cái con mụn to tổ bố lên, to như quả núi luôn mà nó có cái đầu trắng, nên sản phẩm này cực kỳ hiệu quả. Toàn bộ những cái phần miếng dán nhỏ ở bên dưới mình đã dán hết rồi, chỉ còn lại những cái miếng dán to đây thôi mọi người này, để dành dán cho những con mụn mà nó to như quả núi ấy, nghiệp quật rất là mạnh luôn. Đấy thì mới cần dán những miếng to như này, còn hầu hết là mình sẽ dán những cái miếng nhỏ ở bên dưới. Hello, xin chào cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Video này chắc là một cái video mà mình nghĩ là mọi người đã mong chờ từ rất là lâu rồi. Video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về vấn đề trị mụn, mà cụ thể đó chính là vấn đề mụn ẩn ở trên da. Bởi vì mình là một người có rất nhiều mụn ẩn ở trên da, những cái mụn đầu đen mà nó lần nhần ở dưới da, mà khi nặn lên nó cứ cứng như là cái hạt cơm ấy. Nhìn chính diện đối với mụn ẩn ấy thì nó khá là bình thường, nhìn không rõ lắm đâu, nhưng nếu như mọi người mà nhìn nghiêng như thế này này, có cái ánh đèn nó dọi từ dưới lên hoặc dọi hắt như thế này ấy, thì nhìn cái da mặt của mình nó rất là sần và trông rất là kinh. Nếu như mọi người mà theo dõi những cái video mà mình làm cách đây khoảng tầm 8-9 tháng khi mà mình bắt đầu làm YouTube á, thì cái da mặt của mình nó đẹp vô cùng, mình thề với mọi người luôn á, mặt mình không hề có mụn ẩn. Thế nhưng mà từ ngày mình làm YouTube, không biết là do thay đổi giờ giấc sinh hoạt này, hay như là mình phải ngồi trước máy quay nhiều hơn, mình ngồi trước máy tính nhiều hơn, thay đổi cái giờ giấc làm việc, cho đến thay đổi cái việc ăn uống, cho đến là phải suy nghĩ stress quá nhiều ấy, sao mà mặt mình đã có mụn ẩn. Và mình đã phải sử dụng một số các cái sản phẩm dưỡng da để có thể cải thiện cái làn da bị mụn ẩn của mình. Và các cái sản phẩm đó ấy, thì chắc chắn là mọi người đã cảm thấy rất là quen mặt rồi, đó chính là các cái sản phẩm đến từ nhà Quartz AX, một cái nhãn hàng của Hàn Quốc mà chuyên về các cái dòng acid để trị mụn, điều trị da, mà mình rất là thích và mình đã hứa làm cái video này từ rất là lâu rồi. Thế nhưng mà từ cái thời điểm mình hứa với mọi người đến cái thời điểm này thì đã tròn, mình nghĩ là khoảng tầm hơn 2 tháng kể từ khi mà mình trải nghiệm các cái sản phẩm của Quartz AX này. Mọi người có thể thấy thì hiện nay cái kết cấu da của mình thì nó đã khá là đều rồi, và các cái phần mụn ẩn ở trên trán cũng như là hai bên này này, hai bên cái má của mình này này, và cái phần lỗ chân lông ở mũi thì nó cũng đã nhỏ hơn một chút xíu. Vì thế cho nên là ngày hôm nay mình sẽ mặc một cái áo thật là thoải mái để ngồi ở đây chia sẻ về những cái vấn đề mà mình sử dụng cái bộ sản phẩm này trong vòng khoảng hơn 2 tháng vừa qua, và nó đã cải thiện cái làn da của mình như thế nào. Những cái sản phẩm mình thích, những cái sản phẩm mình không thích ở trong cái bộ sản phẩm dưỡng da của Quartz AX, để có thể rút ra những kinh nghiệm cho mọi người, sẽ giúp ích cho mọi người có thể có một làn da đẹp hơn. Bởi vì mình thấy có rất nhiều bạn đã chia sẻ với mình là cách trị mụn ẩn ở trên da, nói chung về cách trị mụn ẩn tự nhiên ở trên da ấy, thì mình sẽ ra một cái video sau. Thế nhưng mà trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đối với những cái sản phẩm về Quartz AX mà mình đã từng sử dụng nhá. Và mình khẳng định nhá, là trong video ngày hôm nay mình không nhận bất cứ một đồng tiền quảng cáo của Quartz AX. Cho nên là có những sản phẩm mình sẽ khen và có những sản phẩm mình sẽ chê. Và cái nhận xét của mình ấy thì không mang tính đánh đồng, bởi vì cái làn da của mình thì không giống cái làn da của các bạn. Thế nhưng mà mình sẽ nói ra những cái quan điểm cá nhân của mình khi sử dụng cái sản phẩm này, để mọi người có thể có nhiều cái nhìn đa chiều. Ok, đầu tiên để nói về da của mình thì da của mình là một cái làn da mình chả biết diễn tả như thế nào, nhưng nó rất là khô. Nó khô một cách khủng khiếp. Và tất nhiên ấy là khi mà mình ngủ dậy thì cái phần này của mình này, cái phần chữ T này của mình nó vẫn đổ dầu, thế nhưng cái mặt mình nó vẫn khô. Đấy, mình chả biết diễn tả cái da mặt của mình nó là cái kiểu như thế nào nữa. Cái da của mình ấy thì đã trải qua rất nhiều những biến đổi và đã bị tàn phá rất là nhiều. Thứ nhất là bởi vì kem trộn nhá, thứ hai nhá là bởi vì rượu thuốc, cho nên cái da của mình nó rất là yếu. Nếu như mọi người nhìn thấy ở đây thì mọi người sẽ thấy là cái da của mình ấy, nhìn ở bên ngoài thì nó sẽ có những cái tia máu ở dưới da, và da của mình thì là da rất dễ nổi mụn, là da khô. Nếu như mà không dưỡng ẩm này và không có các cái sản phẩm đặc trị phù hợp thì da của mình nó sẽ nổi mụn bung bét. Đầu tiên nó sẽ nổi mụn ẩn, và sau đấy thì nó sẽ nổi mụn bọc, và có cả những cái mụn đầu trắng dạng nước ở trên da luôn. Nói chung là cái da mặt của mình là một cái da mặt mà mình cảm thấy nó không ổn định một tí nào. Và mình thấy rằng ấy là có rất nhiều bạn chụp những cái ảnh cái da mặt của các bạn ấy gửi cho mình. Một ngày mình nhận được rất nhiều tin nhắn của các bạn, nhưng mà mình không thể nào trả lời hết được. Thì ngay trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về vấn đề mụn ẩn, mà cụ thể ấy, là mình sẽ nói đến những cái sản phẩm mà mình đã sử dụng. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái sản phẩm sữa rửa mặt mà mình đã sử dụng trong khoảng tầm hơn 2 tháng rưỡi vừa qua. Cụ thể thì mình nghĩ là nó phải rơi khoảng tầm 2 tháng 3 tuần, là rất là lâu rồi mọi người nhá. Cái sản phẩm sữa rửa mặt của Quartz AX có tên gọi là Low pH Good Morning Gel Cleanser. Thì đọc tên như thế này thì mọi người đã biết là nó có dạng gel. Đối với mình thì cái sản phẩm sữa rửa mặt này là một cái sản phẩm sữa rửa mặt mà về cơ bản thì mình rất là thích. Nó có một cái mùi gọi là cái mùi chàm trà ấy mọi người, đúng là cái mùi chàm trà luôn á. Và trong cái khoảng thời gian mà mình sử dụng BHA á, thì cái mặt của mình nó đầy mụn kinh khủng khiếp, cho nên mình không thể nào sử dụng các cái sữa rửa mặt có hạt như là Tindum gel được, cho nên là mình đã phải quay trở lại sử dụng một cái dạng sữa rửa mặt nó nhẹ nhàng hơn, nó dạng gel và nó không ma sát quá nhiều ở trên da. Bởi vì trong cái thời gian mà da mình đầy mụn ấy thì mình phải hạn chế hết mức tối đa cái việc là sử dụng những cái hạt massage ở trên da ấy.
Cho nên là mình đã lựa chọn sử dụng cái sản phẩm này. Và đúng là cái sản phẩm này không hề là mình thất vọng nhá. Cái sản phẩm này nó có độ pH nó rơi vào khoảng tầm 5.3. Cái mùi tinh dầu chàm trà ấy, nói chung nó rất là thơm. Nếu như buổi sáng mà mọi người rửa cái sữa rửa mặt này ấy, thì cảm giác như nó sảng khoái vô cùng. Mình đã sử dụng cái sản phẩm này cả buổi sáng và cả buổi tối. Thì cái sản phẩm này làm sạch trên da khá là tốt. Và có một cái điều mình cực kỳ thích luôn nhá, là cái sản phẩm này nó dạng gel trong suốt. Và khi rửa trên mặt ấy thì nó sẽ không tạo ra quá nhiều bọt. Và khi rửa mặt xong mọi người sẽ thấy cái da mặt của mọi người kiểu mà da mềm mịn, mà chạm vào da nó kiểu nó căng ấy mọi người. Nhưng nó không phải là căng cái kiểu khô rát, mà nó là cái kiểu căng của da đủ ẩm ấy. Chứng tỏ là cái sản phẩm này ấy, sau khi rửa xong thì nó không làm da của mình nó bị khô căng, mà nó vẫn giữ lại một cái độ ẩm rất mềm mịn ở trên da. Cho nên đây là một cái sản phẩm mà mình nghĩ là nó rất là nhẹ nhàng cho da và hỗ trợ cái quá trình điều trị mụn ở trên da rất là tốt. Có một điểm mà mình rất là thích nữa là cái sản phẩm này nó có cái dung tích rất là nhiều, lên đến đâu 150ml. Gần 3 tháng sử dụng cái sản phẩm này thì mình nghĩ là mình chỉ mới sử dụng được khoảng tầm đến đây, tức là tầm một nửa cái sản phẩm này. Bởi vì buổi sáng cho đến buổi tối khi sử dụng cái sản phẩm này mình bóp rất ít ra tay. Mình xoa tay như này xong mình xoa lên mặt ấy, mà mình không sử dụng máy rửa mặt trong cái thời gian mình sử dụng BHA đâu nhá. Bởi vì mặt mình nó đẩy mụn rất là ghê, cho nên là mình không dám sử dụng máy rửa mặt. Khi mà bây giờ cái da mặt mình nó đỡ rồi thì mình mới dám sử dụng máy rửa mặt trở lại luôn á. Cho nên là cái sản phẩm này thì thực sự là mình rất rất là thích luôn. Nó rất là nhẹ nhàng ở trên da. Và cái tinh dầu chàm trà khi mà rửa lên ở trên da ấy, thì mình cảm giác như kiểu là mặt mình nó được thư giãn ấy mọi người. Nói chung cái sản phẩm này mọi người cần phải thử nhá. Mình rất thích cái sản phẩm sữa rửa mặt low pH này luôn, rất là thích. Ok, sau đó thì mình sẽ nói đến một cái toner mà mình đã sử dụng nhá. Đây là cái toner này có AHA, BHA Clarifying Treatment Toner. Đó, cái nhãn tím này này. Nói chung là mình đọc tiếng Anh không hay, mình chỉ biết là mình sử dụng cái sản phẩm này nó đã đến đây rồi. Thì cái sản phẩm này thực tế nhá là mình không sử dụng nó nhiều lắm đâu. Gần 3 tháng sử dụng cái sản phẩm này mà nó chỉ mới đến đây. Một phần là vì cái sản phẩm này nó dạng xịt nên nó không có tốn quá nhiều sản phẩm. Mỗi lần mình chỉ có xịt một vài cái pump ở trên mặt như thế này. Và dù nó có AHA và BHA nhưng theo như mình đã tìm hiểu ở trên mạng thì cái nồng độ AHA và BHA trong cái sản phẩm này nó rất là thấp. Nó chỉ rơi khoảng tầm hình như là 0.1% hay sao ấy. Nếu như mình nói sai thì mọi người có thể bình luận cho mình biết ở bên dưới nhá. Sản phẩm này khi mà xịt lên da nó mát, nó thấm vào da nhanh. Và cái quan trọng là dù có AHA, BHA thế nhưng mà nó không kích ứng da quá nhiều. Nó cũng không có đối chọi với các cái sản phẩm dưỡng da sau đó mà mình dùng. Cho nên là mình thấy cái sản phẩm này thì gọi là thích lắm hay không phải, gọi là cũng gọi là ok thôi. Có một điều mình không thích với sản phẩm này ấy, là cái sản phẩm này nó có cái mùi chua chua. Đúng cái mùi chua chua của acid luôn mọi người. Mình không thích cái mùi này lắm, nhưng mà so sánh cái mùi này với cái mùi nồng nặc của hương liệu, cái mùi thơm ơi là thơm, thì nói chung là mình thấy cái mùi này nó dễ chấp nhận hơn. Cái sản phẩm này khi xịt lên mặt thì nó không phải là dạng sương mọi người, mà nó đọng những cái hạt nước ở trên mặt ấy. Cho nên là khi mà mình dùng xong thì mình sẽ phải lấy bông tẩy trang mình lau lại, hoặc là mình thấy có cái cách là xịt cái này ra bông tẩy trang xong lau trên mặt thì nó sẽ tốt hơn. Cái tiếp theo nữa là cái hiệu quả của sản phẩm này thực sự nó không quá rõ rệt để mà nói là nó mát trên da, nó làm sạch da. Thì ok, hầu hết tất cả những cái sản phẩm toner khác nó cũng có thể làm được mà. Cho nên là đối với cái sản phẩm này thì mọi người có thể thử sử dụng xem sao. Nhưng mà đối với mình, nếu như để nói là mình có mua lại không ấy, thì theo mình thì mình sẽ không mua lại cái sản phẩm này, bởi vì cái tác dụng của nó không rõ ràng cho lắm. Ok, tiếp theo đó thì mình sẽ nói về một cái sản phẩm mà mình chắc là mình đã nói quá nhiều ở trên kênh của mình rồi. Bởi vì mình rất thích cái sản phẩm này. Ôi, mình thích nó giống như là mình có thể mua nó lại 1.000 lần luôn đó mọi người. Chắc chắn là mình sẽ mua nó lại 1.000 lần, bởi vì mình dùng nó mình quá thích luôn. Đó là cái sản phẩm này, nó là một cái dạng bông tẩy da chết của Cross AX. Trời ơi, mọi người chắc chắn là phải thử cái sản phẩm này. Mặc dù mình là một người rất sợ BHA nhá, mình không bao giờ dám sử dụng BHA trên toàn cả mặt đâu. Mình chỉ dám sử dụng những cái phần nhỏ này, ví dụ như là má này, mũi rồi trên trán đấy, sử dụng những cái phần nhỏ như thế, chứ mình không dám apply cái BHA nó lên trên cả mặt. Thế nhưng mà cái sản phẩm này thì là một cái sản phẩm mà mình rất là thích. Nói chung mình không phải là một bác sĩ da liễu để có thể phân tích những thành phần hóa học ở trên sản phẩm, nhưng mà cái quan trọng ở kênh mình ấy là phải test thử cái sản phẩm này nó như thế nào thì mình mới có thể đưa ra cái cảm nhận khách quan trên cái làn da của mình đến với mọi người được. Sản phẩm này ấy, mặc dù nó là một cái sản phẩm tẩy da chết ở trên da, thế nhưng mà cái sản phẩm này thì nó lại là có dạng bông như thế này đấy mọi người này. Và mình đã sử dụng cái sản phẩm này thực sự là rất 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 là nhiều rồi, vì mình thích cái sản phẩm này lắm lắm luôn á. Cái sản phẩm này thì nó có cái bảng thành phần là nước cây liễu trắng lên đến là 85,92%. Bên cạnh đó thì có betan salicylate là 1%. Thì ba cái chất glycerin này, sodium hyaluronat và sodium hydroxide đều là chất giữ ẩm. Thì cái hiệu quả chính của sản phẩm này ở trên da mà mình thấy trong vòng gần 3 tháng sử dụng thì mình thấy là cái sản phẩm này nó tẩy da chết ở trên da rất là tốt. Mặc dù nó tẩy da chết tốt thế nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng ở trên da.
Cái miếng bông này ấy, thì nó có hai mặt, một mặt là một mặt nhám và một mặt thì sẽ là một mặt trơn. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo là sản phẩm này có thể sử dụng được mỗi ngày. Thế nhưng mà vì nó là axit và da mình thì quá mỏng, cho nên là cứ cách một ngày mình sử dụng một lần vào buổi tối. Và sau khi rửa mặt sạch sẽ xong thì mình sẽ sử dụng cái mặt nhám này, mình lau qua ở trên da. Sau đó thì mình sẽ lật lại cái mặt nhẵn này này để lau lại ở trên da một lần nữa. Mình sẽ tập trung vào những phần mình có mụn đầu đen hoặc là mụn ẩn như là ở mũi này, hai bên má và ở trên trán, thì mình sẽ xoa nhẹ nhàng nhưng mà sẽ xoa kỹ ở những cái phần đó. Trong cái sản phẩm này nó có 70 miếng bông, cứ cách một ngày sử dụng một lần thì nó sử dụng rất là lâu. Và cái quan trọng nhất là cái hiệu quả của sản phẩm này ở trên da mình nó cực kỳ rõ rệt luôn. Tức là nếu như cái tình trạng mụn ẩn ở trên da của các bạn nó khá là nhẹ và nó dần dần ở trên da thôi, thì sử dụng cái sản phẩm này theo như mình thấy ở trên da mình khoảng tầm 2 tháng, cái phần mũi của mình ấy, cái mụn đầu đen nó cũng trơn láng hơn hẳn luôn. Sau khi sử dụng cái sản phẩm này xong thì mình sẽ không rửa lại với nước mà mình sẽ để yên như thế, sau đó thì mình sẽ bôi thêm kem dưỡng và sau đó thì mình chỉ có đi ngủ thôi. Và cái sản phẩm này ấy, nó không hề gây khô da, nó không đẩy mụn quá nhiều để mà nói nó đẩy mụn ồ ạt lên như mà mình sử dụng cái BHA của Polachoy là nó không có đâu. Nhưng cái đẩy mụn của sản phẩm này nó rất là nhẹ nhàng và cái mụn đầu đen ấy nó sẽ văng ra trong cái quá trình mà mình trà mặt nhám một cái sản phẩm này. Nói chung cái sản phẩm này mình thích lắm. Nếu như chưa thử thì mọi người hãy thử đi và mình sẽ mua nó lại hàng trăm hàng ngàn lần luôn, thích lắm. Cái này chắc mình nghĩ cũng là best seller của COSRX luôn đó. Tiếp theo đó thì mình sẽ nói về một sản phẩm cũng là BHA của hãng COSRX này và mình đã sử dụng nó đến đây rồi mọi người này. Đó. Thì cái sản phẩm này do mình đã sử dụng đến một nửa như thế này rồi cho nên là mình có cái cảm nhận khá là rõ ràng. Tất nhiên để nói khi sử dụng BHA thì mọi người sẽ phải chấp nhận đối với một việc là nó sẽ đẩy mụn và mình sẽ để cái hình ảnh mặt mình khi sử dụng cái sản phẩm này nó bị đẩy mụn ở phía bên này cho mọi người xem nhé. Tất nhiên cái da của mình thì nó sẽ không bị đẩy mụn quá nhiều và cái tình trạng mụn nó sẽ không quá nặng như các bạn. Thế nhưng mà đối với mình thì đấy cũng là một điều cực kỳ kinh khủng rồi, bởi vì mình chưa hề nghĩ là cái mặt mình nó sẽ nổi nhiều mụn ẩn đến vậy. Nhìn chính diện nó không sao nhưng mà nhìn nghiêng ấy nó kinh dã man luôn mọi người. Nhìn dưới ánh đèn nó cứ lẩn nhẩn ở dưới da ấy, nói chung rất là kinh. Nếu như mọi người thấy những cái video cách đây khoảng tầm 8-9 tháng mình làm, mọi người sẽ thấy cái mặt mình nó láng o, thế nhưng mà bây giờ thì mặt mình nó vẫn có những cái sần sần ấy. Thì mình đã phải nhờ đến BHA, mặc dù là da của mình thì không hề hợp BHA một chút nào. Da mình hợp AHA hơn, thế nhưng mà AHA thì nó tẩy da chết quá nhẹ nhàng ở trên da, cho nên là nó chỉ làm cho cái da của mình trông nó mượt mà căng mịn hơn và trông nó đỡ bị lão hóa hơn thôi. Nhưng mà nếu để nó đến mụn ẩn thì chắc chắn là phải nhờ cậy đến BHA mọi người ạ. Và cái BHA của COSRX này thì nó có dạng liquid, nó không hẳn như là lỏng như nước mà nó sẽ có cái kết dính nhẹ một chút như thế này mọi người này. Nó làm mình liên tưởng đến mấy cái toner mà có HA ấy. Sau khi mà mình xoa cái sản phẩm này ở trên da, sau khoảng tầm 3 đến 4 phút thì cái sản phẩm này nó sẽ thấm hoàn toàn vào da luôn. Từ 2 tuần rưỡi cho đến 3 tuần là mình đã thấy mặt mình nó đẩy mụn rồi. Thế nhưng cái đẩy mụn của sản phẩm này thì nó không ồ ạt và nó không đẩy mụn bọc giống như là cái BHA của Polachoy. Bởi vì cái sản phẩm này nó có cái thành phần là betan salicylate là 4%, thế nhưng mà chỉ tương đương với 2% của BHA. Nhưng mà mình không hiểu sao là cái sản phẩm này thì nó đẩy mụn nhẹ nhàng hơn Polachoy nhá. Chắc chắn là có những bạn sẽ hợp với Polachoy hơn, nhưng đối với mình thì mình hợp với cái BHA của COSRX này hơn bởi vì nó nhẹ. Mình rất sợ cái cảm giác mặt mình nó đẩy mụn ồ ạt, cả mụn bọc, cả mụn đầu đen. Nó đẩy mà nó đẩy khô thì mình chấp nhận được nhá, chứ nó đẩy mà nó đẩy mụn bọc là mình sợ lắm. Khi apply cái sản phẩm này ở trên da rơi khoảng tầm từ 3 đến 4 phút nó sẽ thấm vào da. Thế nhưng mà nó vẫn sẽ để lại ở trên da một cái lớp màng ẩm. Đó, nó sẽ để lại trên da một cái lớp màng ẩm chứ nó không phải là khô hẳn hoàn toàn như là gel đâu nhá. Sau khi sử dụng cái miếng bông tẩy da chết này, cái da của mình nó đã quen với nồng độ thì mình đã sử dụng cái sản phẩm này. Và lưu ý với mọi người là mình không sử dụng nó trên toàn mặt nhá. Mình chỉ sử dụng những cái phần nào mà mình có mụn đầu đen. Mình lấy ví dụ như ở trên trán này, hai bên má này, hoặc dưới cằm, hoặc ở trên mũi là mình apply nó lên những cái vùng đó thôi. Mình để yên nó trên da khoảng tầm 15 phút, 15 đến 20 phút, sau đó thì mình sẽ bôi thêm kem dưỡng ẩm và sau đó mình sẽ đi ngủ. Và sau khoảng tầm 2 tháng khi sử dụng cái sản phẩm này thì đây mọi người có thể thấy này. Nhìn kỹ hơn thì mọi người sẽ thấy là cái nền da của mình nó đã được láng mịn hơn rất là nhiều bởi vì mình đã lấy đi rất nhiều nhân mụn rồi. Khi mụn đã trồi lên ở trên da ấy, thì mình sẽ lấy mụn rất là khéo. Và cái quá trình mình lấy mụn như thế nào thì mọi người có thể tìm cái link của video mà mình đã hướng dẫn cho cái cách lấy mụn ấy. Sau khi mà mình lấy mụn xong ấy thì đến tháng thứ 2 khi mình sử dụng cái sản phẩm này là cái mụn của mình nó đẩy lên, nó đã giảm dần. Và đến bây giờ ấy thì mọi người có thể thấy này, mình nghĩ là cách khoảng tầm 4-5 ngày thì mặt mình nó mới đẩy lên 1-2 con mụn thôi. Mà cái mụn nó đẩy lên thì nó cũng không có gì là khủng khiếp và cái vết thâm thì nó cũng mờ đi rất là nhanh. Cho nên là đây cũng là một cái sản phẩm mà mình cảm thấy rất là yêu thích bởi vì là nó khá là nhẹ nhàng và nó hợp với da mình. Cho nên là cái sản phẩm này cũng là một trong những sản phẩm mà mọi người nên cân nhắc. Đấy là lý do vì sao mà mình sử dụng cái sản phẩm này rất là nhiều, đến hơn một nửa các mọi người. Tiếp theo là mình sẽ nói đến một cái sản phẩm mà chắc chắn là sau cái sản phẩm bông tẩy trang của COSRX thì cái sản phẩm này mình sẽ mua đi, mua lại, mua mãi, mua hoài đến 100 ngàn lần, chính là cái miếng
dán mụn của Quartz AX. À, vì sao lại như vậy? Bởi vì mọi người biết không, mình đến kỳ á, mình toàn nổi những con mụn rất rất là to. Cái kiểu mụn bọc ấy, nó cứ lên khoảng tầm 2-3 con khi mà đến kỳ ấy. Hoặc là bình thường khi mình ăn đồ cay nóng hoặc mình thức khuya, sáng mai mình cũng sẽ thấy mình nổi những con mụn như thế. Thì đây chính là cái giải pháp cứu cánh cho mình, và mình đã sử dụng cái sản phẩm này. Mình không biết là mình đã sử dụng cái sản phẩm này đến miếng thứ bao nhiêu nữa. Ở nhà mình có rất nhiều cái vỏ của sản phẩm này. Toàn bộ những cái phần miếng dán nhỏ ở bên dưới mình đã dán hết rồi, chỉ còn lại những cái miếng dán to đây thôi mọi người này, để dành dán cho những con mụn mà nó to như quả núi ấy, nghiệp quật rất là mạnh luôn. Đấy thì mới cần dán những cái miếng to như này, còn hầu hết là mình sẽ dán những cái miếng nhỏ ở bên dưới. Thì cái sản phẩm này ấy, nó có những cái ưu điểm mà có những cái khuyết điểm, mà cái khuyết điểm của nó thì mình vẫn có thể chấp nhận được mọi người ạ. Cái ưu điểm của cái sản phẩm này ấy, là khi mình dán mụn lên, sau khoảng tầm 2 lần dán cái sản phẩm này mỗi đêm thì mình sẽ thấy con mụn của mình nó trồi lên một cách rất thần kỳ, rất là nhanh. Và sau đấy cái mụn nó sẽ khô lại. Đó là cái điều thần kỳ của cái sản phẩm này mà mình không thể nào lý giải được ngay từ lần đầu tiên mà mình sử dụng. Mình dán vào cái con mụn của mình ở đây này, thì mình chỉ cần dán sau một đêm, sáng mai con mụn đó nó đã trồi lên và nó đã khô lại. Sáng mai mình chỉ cần lấy cái bông tẩy trang ấn nhẹ phát nó đã phọt ra ngoài rồi. Thì cái này nhá, cực kỳ hiệu quả đối với những bạn nào mà nổi những cái con mụn to tổ bố lên, to như quả núi luôn mà nó có cái đầu trắng, nên sản phẩm này cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó thì cũng có những cái điểm mà mình không thích ở cái sản phẩm này, đó chính là cái sản phẩm này nó có cái miếng dán nó hơi dày, cho nên là khi dán lên da thì trông nó hơi lộ. Nhìn chính diện nó không sao, nhưng mà nhìn nghiêng thì cái miếng dán nó vẫn lộ lên. Nhưng mà cái Quartz AX này có hai loại miếng dán, một loại miếng dán màu đen, một loại miếng dán có cái nhãn đỏ này, thì miếng dán màu đen nó sẽ mỏng hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình đã sử dụng cái miếng dán màu đen đấy rồi thì nó không hề hiệu quả với miếng dán đỏ này, cho nên là mình đã sử dụng miếng dán này để dán buổi tối cho những con mụn rất 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 là to. Mình thấy cực kỳ thích cái sản phẩm này và mình đã dùng không biết đến lần thứ bao nhiêu đây rồi mọi người. Và cái sản phẩm này có một điều mình rất là thích, đó chính là nó bám rất chắc ở trên da. Khi mọi người rửa mặt xong ấy thì mọi người dán cái miếng này lên luôn, dán cái miếng này vào con mụn luôn nhá, đừng có bôi sản phẩm dưỡng da sau đó mới dán cái miếng dán mụn này lên, mà rửa mặt xong dán cái miếng dán mụn này lên luôn thì cái miếng dán mụn này nó sẽ ở trên da cực kỳ chắc, không thể xê dịch. Trong vòng từ 8 đến 10 tiếng ngủ một giấc thật dài, sáng mai cái miếng dán mụn nó vẫn nằm y nguyên ở trên mặt và con mụn nó sẽ tự động nó trồi lên. Nếu như mọi người có cái kết cấu da giống như mình mà thỉnh thoảng nổi một hai con mụn rất là to thì mọi người có thể thử sử dụng cái miếng dán mụn này nhá. Trời ơi, tình yêu của lòng mình với mọi người. Và sau gần 3 tháng trải nghiệm các cái sản phẩm của nhà Quartz AX thì mình đã nói tất cả những cái tâm tư của mình, những cái trải nghiệm của mình đối với những cái sản phẩm của nhà Quartz AX mà mình đã sử dụng. Chắc chắn là mọi người cũng đã rút được ra kinh nghiệm với chính mọi người, và cái cảm nhận của mình ấy là một cái cảm nhận vô cùng khách quan, bởi vì mình không hề nhận bất cứ một đồng tiền quảng cáo nào của nhà Quartz AX trong video ngày hôm nay cả. Và trong cuối video ngày hôm nay, vì mọi người đã hỏi mình quá là nhiều về cái địa chỉ mà mình tin tưởng để mua mỹ phẩm, như mọi người biết ấy là trên cái page của mình nó cũng có sản phẩm phân phối, nhưng mà mình chỉ phân phối những cái sản phẩm nào mà mình thích thôi, cho nên cái sự đa dạng ở trên page của mình nó không có cao. Ngay trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một cửa hàng online bán mỹ phẩm mà thực sự là mình cực kỳ tâm đắc, đó chính là cái cửa hàng có tên gọi là Cleona. Vì sao mình lựa chọn cái cửa hàng này để giới thiệu với mọi người? Bởi vì cái cửa hàng này thì có một cái định hướng mà mình rất là thích, đó chính là lấy khách hàng làm trọng tâm, và người ta rất chú trọng vào cái khâu là chăm sóc và phục vụ khách hàng. Quan trọng nhất là tất cả các sản phẩm ở Cleona thì đều là hàng chính hãng với đầy đủ hóa đơn, giấy phép, tiêu chuẩn chất lượng từ rất nhiều những thương hiệu uy tín trên toàn cầu. Cho nên là mọi người sẽ có rất rất là nhiều lựa chọn ở Cleona. Và ở Cleona thì mọi người sẽ được tư vấn vô cùng nhanh chóng bằng hệ thống trả lời tin nhắn tự động và có đội ngũ chăm sóc khách hàng vô cùng chuyên nghiệp luôn. Điều mà mình thích nhất ở Cleona đó chính là cái hạng mục Cleona Choice. Bản thân mình là một YouTuber và mình thấy mọi người hay gọi mình là một KOL ấy, thì điều mà mình thích nhất đó chính là mình có thể nói ra tất cả những suy nghĩ chân thực của mình về sản phẩm, có khen, có chê, có những sản phẩm mình thích, có những sản phẩm mà mình không thích, chứ không phải là sản phẩm nào mình cũng khen. Thì Cleona Choice có thể mang lại cho mình điều đó. Hạng mục Cleona Choice là cái sự kết hợp giữa Cleona và KOL là những YouTuber như mình. Thế nhưng mà về phía Cleona ấy thì có một điểm rất là hay, Cleona Choice cho phép những YouTuber như mình có thể nói ra những suy nghĩ thực sự đối với sản phẩm mà bọn mình được trải nghiệm. Ví dụ là đối với những sản phẩm mà mình thích này, mình không thích, đối với những ưu điểm và cả những nhược điểm nữa, thì sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về sản phẩm mà mọi người đang muốn lựa chọn. Mình sẽ có thể thoải mái chia sẻ những cái điều chân thực nhất về trải nghiệm sản phẩm của bản thân mình đối với người xem. Nếu như mọi người muốn tham khảo về Cleona thì mình sẽ để ngay website của Cleona và cả fanpage ở ngay phần mô tả của video nhá. Và mình cảm ơn mọi người rất rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và mình sẽ gặp lại mọi người trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.